Ôi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Lô buổi trưa em lên cho anh em 10 cây. Hôm nay có cho anh em là Mitsu TL26 ha. Chạy chế 2 kim, tôm gời. Còn con này là con Kawasaki TG28 nha anh em. Con này thì nó cũng là tôm gời, cũng là chạy chế 2 kim. Dòng này cũng lâu rồi mới quay lại với mình ha. Rồi, con này là con Makita. Nồng con này là 32 ly, nó 25cc là nha anh em. Khá là khỏe bình thân trên. Rồi, con này là con Shindewa ha, 32 ly. Con này là Shindewa 250. Còn con này là con khủng long băng cỏ, cái dòng này em hay nói anh em nè, chạy giá rẻ nhưng mà chạy cực kỳ khỏe luôn. Rồi, ở trên đây thì cho anh em mình xài gia đình, cắt cỏ vườn, cỏ nhà. Còn anh em nào cắt cỏ voi thì anh em lấy những con như này, như thằng Tanaka nè, hoặc là Citywa nè à, thì hai con đó là anh em có thể cắt cỏ voi thì là ngon lành luôn. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo. Bên em bán là bao ship tặng nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Rồi, hàng nó đi thì em không có lấy cọc, cho nên em xem kỹ giùm em rồi anh em hãy chốt ha. Còn anh em thắc mắc cái gì đó, chưa hiểu cái gì đó thì anh em cứ gọi trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho mình, trả lời miễn phí, không tốn tiền nha anh em. Đó, không tốn tiền thì mắc mới gì không hỏi ha, cứ hỏi vô tư đi, được thì mình chốt, không được thì thôi, chứ không có gì hết. Rồi, em vô con đầu tiên, con N16 nha. Con này là con Shindewa nồng đứng nha anh em, chạy khá là khỏe. Như em nói nãy đó thì anh em nào cắt cỏ voi, cỏ cứng thì anh em cắt bằng lưỡi là con này chạy khá là ngon luôn em. Giá chỉ có 1,3 triệu thôi ha, chứ không phải là giá rẻ là chạy không ngon nha. Tại vì cái màu á nó không có được đẹp, cho nên là nhiều khi dưới lại cái nồng á nó không có được lớn, cho nên giá nó rẻ thôi. Chứ máy móc nhiều khi anh em cũng không thể xem bò giá là anh em biết được ha. Nồng 32 ly 23cc. Con này trong lốc nó có nhập chữ Shindewa cho mình luôn nha, G23 luôn nè. Con này tum nhôm nha anh em. Công tắc máy này ha. Rồi, xài gai dữ nè, lắp đầu bò là zin nguyên bản. Nhiều khi giá rẻ là do em hạ giá thôi nha anh em, chứ máy móc nhiều khi là máy nó còn ngon cực kỳ luôn á. N16 giá 1,3 triệu. N17. N17 là con Echo này, Echo đề mới nha anh em, áo màu xanh đậm ha, cực kỳ đẹp luôn. Bình xăng lớn là zin nguyên bản nha. Con này cũng là chạy chế zin nha, chế là chế 2 kim đó nha anh em. Tum liền ha, tum nhựa. Ga giữ nè, lắp đầu bò là zin nguyên bản, công tắc máy nằm đây. Con này zin nguyên cây cho anh em luôn ha, khá là đẹp luôn, chụp giật chạy lực luôn nè. N17 giá 1,4 triệu. N18. N18 là con Tanaka ha anh em. Con này là trong lây nó có thêm một cái phần lò xo đó nha, nó hỗ trợ là mình giật là giật cực kỳ nhẹ luôn, nó như trợ lực vậy đó ha. Nồng 32 ly 23cc. Bình xăng lớn con này là zin nha, chạy chế một kim, chế quanh gồ luôn anh em, lợi xăng và nhảy nổ ha. Rồi, tum liền, tum nhựa nha. Rồi, công tắc máy nằm đây. Con này thì nó xài là gai dữ nè, lắp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản. Nhiều anh xài á, nhiều khi hỏi cái tum nhôm hay là tum nhựa, anh em sợ là cái tum nhựa chạy thời gian nó bị cháy. Thì cái này em giải thích cho anh em luôn là trong đây cái phần cái này gọi là cái đích máy, với lại ở trong nó sẽ có một cái chuông. Còn con máy thì nó sẽ có một cái bố nó sẽ bắt vào cái chuông để cho cái láp nó chạy ha. Cái tay ở trong nó sẽ quay để cắt cỏ. Thì cái chuông đó nó nằm gờ với cái đích này, cho nên là anh em chạy bao lâu nóng, cỡ nào nóng nó cũng không có ảnh hưởng tới cái tum. Cho nên anh em cứ yên tâm mà dùng, tại vì người Nhật người ta đã tính sẵn hết rồi. Nếu như mà cái tum nhựa mà nó cháy á, là người ta không có làm tum nhựa đâu, người ta sẽ làm tum nhôm hết ha. Cái này anh em cứ yên tâm, người ta đã tính toán hết rồi. Rồi, con N18 này giá 1,4 triệu nha. Tiếp theo là con N19. Rồi, con này giống như con N18 nãy anh em, là trong đây nó có thêm một cái lò xo nè, nó hỗ trợ giật cho mình, giật cực kỳ nhẹ luôn. Nồng 32 ly ha, 23cc, này nặng 4kg thôi nha anh em. Bình xăng lớn là zin nguyên bản nè, chạy chế một kim, chế quanh gột.
tôm liền, tôm nhựa ha. Đó, thì như em nói đó, tôm nhựa nó sẽ nhẹ cho con máy mình, còn chạy nóng chảy đó thì anh em cứ yên tâm đi, cái vụ đó không có xảy ra đâu. Nhiều khi mình suy nghĩ thôi chứ nó không có đâu. Rồi, công tắc máy đây ha. Xài là ga giữ nè, lắp đầu bò là ghi nguyên bản. Con này thì trong lốc nó có nhập bách in da băng luôn nha. Con này cho anh em mình xài gia đình là cực kỳ hợp lý luôn, cắt cỏ bơm nước rồi đó. Rồi, N19 giá 1.4 triệu, 32 ly bữa nay có 1.4 triệu hả anh em. N20 là con cơ Maxu nha. Con này là cơm Maxu, chụp giật là GUB, chụp giật có để gì kệ bà đó, anh em đừng quan tâm. Quan tâm là cái máy thôi, máy móc của nó là cơm Maxu thì mình nói là cơm Maxu. Nhiều khi cái hãng của nó liên danh vậy thôi nha anh em, chứ nó không có tên máy. Nhiều khi anh em nhìn cái này anh em nói là GUB nó không đúng, phải coi cái máy móc nó là cái gì ha. Nặng 4kg nha, nồng 32 ly, nó 23C. Đặc biệt của con này là chạy chế le đỏ nha. Anh em chỉ cần đóng e nè, mình lên ra là tự động e nó nhảy về cho mình luôn. Rồi, tôm liền, tôm nhựa. Con này thì nó công tắc chính lắp. Hiện tại con này là tay đơn ha. Anh em chốt, anh em muốn đổi tay đôi thì em sẽ thay cho anh em tay đôi miễn phí luôn. Lắp trắng cỏ đầu bò nguyên bản. Con này là nguyên cây cho anh em mình luôn ha. Máy gọn nhẹ, le tự động giật cũng khá là nhẹ luôn. Giá chỉ 1.4 triệu thôi. N20, 1.4 triệu. N21. Con này bề ngoài thì em không biết anh em đánh giá sao, chứ con này mà cái bộ hơi của nó là còn ngon cực kỳ luôn nha anh em, cũng phải từ 90% mang lên đó, hơi còn gắt cực kỳ luôn. Nồng 32 ly, 25cc nha. Con này nó có cái mão nè, mà nó chạy khỏe nữa, cho nên em hay gọi là khủng long ăn cỏ anh em, giống như mấy con khủng long hồi xưa nó có cái mão phía trên nè, mà nó chuyên ăn cỏ đó ha, là em gọi khủng long ăn cỏ đó. Anh em thấy quen quen thấy thích thì anh em nói khủng long ăn cỏ là biết con máy liền luôn. Bình xăng lớn là Gin nha, chạy chế hai kim mới ha. Rồi con này tum gời tum nhôm luôn, 2501 nè, là 25cc, xài ga giữ nè, lắp đầu bò Gin nguyên bản luôn, chạy khá là khỏe, giá chỉ 1.4 triệu thôi. Anh em nào cắt cỏ mướn cỏ thuê đó lấy mấy con này cho nó ngon. N22. Tiếng quá bốc luôn. Nồng 32 ly nhưng nó tới 25cc nha anh em. Ha, GM250 nè, số xe ghi còn và có chữ Made in Japan cho mình luôn. Thì mỗi hãng nó sẽ có một cái kiểu khác nhau. Như Mitsu thì nó nhập trong lốc, Magu cũng nhập trong lốc, còn thằng Echo với lại thằng Shindewa thì nó sẽ dán một cái tem bên hông. Ha, cái đó là tùy theo mỗi hãng nó có một cái hiệu riêng nha. Rồi, bình xăng lớn con này là Gin nguyên bản nè, chạy cũng là chạy chế Gin luôn. Con này tum nhôm nha anh em. Rồi, công tắc trên lắp nè. Tay cũng mà tay đơn thì em sẽ đổi thành tay đôi cho mình. Con này cái ống lắp nó sơn tĩnh điện nha, sơn màu xanh luôn á, cực kỳ chắc chắn luôn. Đầu bò Gin nha. Rồi, con này Gin nguyên cây luôn ha. Quên nữa anh em, con này giật cũng khá là nhẹ luôn. Giật như nó có thêm cái lò xo trong đó, nó hỗ trợ giật trợ giật cho mình vậy đó. Rồi, con N22 này giá 1.5 triệu luôn. N23. N23 là con Makita anh em, máy bình xăng trên ha, nồng 32 ly, 25cc, nó có nguyên cái dàn chân phía dưới anh em nhìn thấy nó chắc chắn cực kỳ không, quá ngon luôn ha. Máy bình xăng trên thì xăng ở trên sẽ đổ thẳng xuống đây nè, nó chạy cực kỳ khỏe luôn. Rồi con này tum gời tum nhôm, nguyên cái dàn phía sau nó đẹp cực kỳ luôn anh em, từ cái đít cho tới cái tum luôn, quá đẹp, một cái sơn Gin luôn ha. Rồi con này ống lắp xoay được 360 độ cho mình luôn nè. Xài là ga giữ nha, lắp trắng cỏ đầu bò Gin. Thằng này cái trắng cỏ nó bằng sắt nha anh em, nó bị mốp thì mình bẻ ra mình xài chứ không bao giờ bị bể được, cực kỳ ngon luôn. GN23 giá 1.5 triệu. Tiếp theo N24. Thank you.
Rồi, nồng 34 ly, nó tới 28cc là nghe anh em. Kawasaki TG28 nha. Dòng này lâu rồi mới có lại nghe anh em. Bình xăng lớn là zin nè, đặc biệt chạy chế hai kim zin luôn, hai kim zin quanh gồ, lợi xăng nhảy nổ nghe anh em. Cực kỳ ngon luôn. Tum gời tum nhôm cho mình luôn ha. Công tắc máy nè bên hông. Rồi, xài là ga giữ nè. Tay đôi trên như lắp nó có ký hiệu cho mình luôn 2800 đó là 28cc. Lắp đầu bò là zin nguyên bản nha, chắn cỏ con này mẻ thì nữa em sẽ bổ sung cho anh em. Sau cái khác N24 giá 2,2 triệu. Cuối cùng N25 con này là Mitsubishi TL26 nha anh em, nồng 33 ly 26cc, chạy chế hai kim quanh gồ nha anh em, cực kỳ lợi xăng. Trong lốc có mít in da băng cho mình luôn nè, đặc biệt là tum gời tum nhôm phù hợp cho anh em có nhu cầu cái xịt thuốc nha. Công tắc máy này ha, xài là ga giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản, con này là zin nguyên cây cho anh em luôn, chỉ có bình xăng lớn là bình xăng mới nha anh em, lưu ý zin hết chỉ có bình xăng lớn là mới. N25 giá 2,3 triệu máy hệ nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.